Thiên Toại, Linh Thư thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Chúa Nhớ Tên, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai chương 43 từ câu 1 đến câu 7. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ê-sai chương 43 từ câu 1 đến câu 7, bản truyền thống hiệu đính. Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, Đấng đã dựng nên con, hỡi Israel, Đấng đã tạo thành con, phán: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel, Cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cúp và Sê-ba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính ta đã yêu con, nên ta sẽ ban người thế con và ban các dân tộc thay mạng sống con. Đừng sợ, vì ta ở với con. Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông và quy tụ con từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng, hãy buông tha, và bảo phương Nam rằng, đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất, tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Câu gốc hôm nay được chép trong Ê-sai chương 43 câu 1. Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Vào Chủ nhật sau khi tôi bắt đầu nhận công tác trưởng khối giới trẻ tại một hội thánh nọ, và đã gặp gỡ nhiều bạn trẻ, tôi bắt chuyện với một thiếu niên đang ngồi cạnh mẹ mình. Khi mỉm cười chào cô bé nhút nhát, tôi gọi tên cô bé và hỏi thăm. Cô bé ngẩng đầu lên với đôi mắt nâu xinh đẹp mở to, mỉm cười và nói nhỏ: Chị nhớ tên em à? Chỉ đơn giản bằng cách gọi tên cô bé ấy, một cô bé có thể cảm thấy mình thật tầm thường trong một hội thánh đầy người lớn. Tôi đã bắt đầu một mối liên hệ tin cậy. Cô bé thiếu niên ấy đã cảm thấy mình được chú ý và trân trọng. Trong Ê-sai 43, Đức Chúa Trời dùng tiên tri Ê-sai để truyền đạt một sứ điệp tương tự cho dân Israel. Chúa thấy họ và yêu quý họ. Ngay cả trong thời gian bị phu tù và lang thang nơi đồng vắng, Chúa luôn nhìn thấy và biết đích danh họ. Họ không phải là những kẻ xa lạ, họ thuộc về Ngài. Mặc dù họ có thể cảm thấy bị bỏ rơi, họ vẫn luôn quý báu và tình yêu Ngài hằng luôn ở với họ. Kèm theo lời nhắc nhở rằng, Đức Chúa Trời biết tên họ, Ngài cũng bày tỏ tất cả những gì Ngài đã làm cho họ, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Khi họ trải qua thử thách, Ngài sẽ ở với họ, họ không cần phải sợ hãi hay lo lắng, vì Chúa luôn nhớ tên họ. Đức Chúa Trời biết tên từng con cái Ngài, điều này thật là tin tốt lành, đặc biệt là khi chúng ta trải qua những lúc thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, quý vị đang phải đối mặt với những thử thách nào? Việc tập trung vào lẽ thật rằng Đức Chúa Trời biết tên quý vị đã giúp quý vị mạnh mẽ vượt qua thời gian khó khăn ra sao? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, cảm ơn Ngài vì Ngài biết tên con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày.
để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.